cái chiên mì để làm mì xào giòn chay nè cả nhà ơi. Đó, ở đây không có mì sẵn đâu cả nhà. Nó chỉ có mình mua về cái mình chiên lên thành mì xào giòn thôi. Này mình để cho dầu nóng thiệt nóng rồi cả nhà. Cái mình bỏ một lần ít vậy nè. Là bỏ vô mà cái cọng mì nó giòn lên là ok cả nhà. Đây, ăn thịt cá hoài, bây giờ mình chuyển sang ăn rau củ quả cả nhà. Đây là mới chuẩn bị xong, bây giờ bắt đầu xào ăn thôi cả nhà ơi. Quá trời đói bụng rồi. Nguyên một chảo rau củ quả xào quá ngon cả nhà ơi. Wow, nhìn hấp dẫn ha, đủ màu sắc luôn. Đã xong một chảo rau xào thập cẩm rồi nè cả nhà. Wow, mình thích nhất là tàu hủ kỳ chiên nè. Nãy mình mua về nguyên một bịch mình chiên hết luôn á cả nhà. Có nấm nè, có ớt chuông, có cải, đủ thứ luôn, quá ngon luôn. Bây giờ ăn thôi đó, bụng quá rồi. Ra hái mớ ngò vô ăn hủ tiếu xào cả nhà ơi. Coi nè cả nhà, coi ngò của mình tốt ghê không. Mình mới tưới nước nó cả nhà cho nên nó nằm xuống hết rồi. Quá trời luôn á. Nó ra dài mà cái thân của nó mập quá trời mập luôn cả nhà, coi nè. Quá trời cái đám ngò. Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà quay lại kênh gia đình nhỏ Kali của mình nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Con xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà xem nước cái gia cột Kali nha. Hôm nay ăn gì? Mì xào. Mì xào giòn. Mì xào ngon. Mì xào giòn. Mì xào gòn. Gòn. Mì xào gòn. Hôm nay á, mình làm mì xào giòn chay ăn cả nhà ơi. Là rau củ quả nấm với đậu hũ đổ nãy kia cả nhà. À. Đi lại chỗ nào cái tóc khác. À, Đình nói là Đình mới gọi đầu. Ừ đúng rồi. Tóc còn ướt. Rồi Đình thôi, Đình ăn đi. Mời cả nhà cùng ăn mì với lại hai má con mình nha. Mời cả nhà ăn cái con nha. Ê dai mặt dính gì kìa. Dạ Đình ăn đi, Đình khoái mì xào giòn lắm cả nhà. Ừ. Ừ ăn đi rồi. Thôi khỏi giới thiệu đi. Trời ơi còn có mấy cục. Đây nè nó thấy chưa. Món ăn quen thuộc luôn cả nhà đây. Sushi còn có mấy cục. À, dạ. Rồi ăn đi Đình. Ở đây có chén nước tương với lại tương ớt đồ cả nhà. Đây bỏ xuống đây nha. Bỏ trộn đó luôn. Ồ dạ. Bỏ ớt đồ cay cả nhà thấy không. Mà bỏ trộn mới liếm cay không. Để mà coi kìa. Ngon quá. Cay không? Cay ạ, hơi chút xíu ạ. Thôi Đình ăn mì không đi, uống đi. Để mà lấy nĩa mà ngắt. Muốn ăn sushi. Ăn miếng mì đây. Đó, nấm nè, đậu hũ nè. Ăn. Ủa, cái nĩa của Đình luôn. Đây nè, cái nĩa của Nịnh nè. Quá trời luôn. Ăn rau củ quả cho nó đẹp da. Hả Đình ha? Ok. Ăn rau củ quả cho đẹp da nè. Đây là ớt gì? Ớt chuông. Đó. Lấy ớt màu đỏ. Ừ. Ớt màu đỏ cay đó. Ừ. Này rau bỏ nhiều mà. Ớt quá vậy. Hả? Cay lắm á, nhiều ớt. Ớt nó không có cay con. Em lấy mì cho mì. Thơm quá. Wow. Mì xào giòn chế sốt vô giờ nó mềm. Có trên đây là còn giòn chút cả nhà. Màu thôi. Cam là cà rốt. Ờ, màu cam cà rốt. Ừ, rồi Đình ăn đi. Này có nấm. Cũng ly. Ok. Vô, cũng ly. Vô. Cái đây mình có mua nấm đùi gà nhỏ cả nhà. Mình thích ăn nấm này, nấm này ngon á. Rồi có ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh. Rồi cái này là tàu hủ kỳ mình mua về mình chiên. Mình chiên nó giòn lên xong rồi mình ngâm. Mình ngâm cho nó ra bớt dầu với nó mềm á cả nhà. Xong rồi mình mới xào chung. Đó, rồi cái này là cái
hem chay mình cũng chiên lên luôn. Rồi đậu hũ nè. Đâu có hem chay. Đây, đậu hũ cũng chiên lên luôn. Đó. Rồi bắt đầu rau củ quả xào vô rồi xong. Nguyên một chảo luôn cả nhà ơi. Mì xào giòn chay. Mà tình không có chả. Không chả gì? Không có chả. Được không mà má? Chả hả? Ờ này nè, chả nè. Không phải. Nè chả nè. Hem. Ờ hem. Không phải. Đình Đình không biết, Đình Đình kêu chả. Hem chay đó con. Rồi ăn đi Đình. Tại sao mà nói hem đi con? Ok ăn Đình Đình. Tại sao mà nói ok ăn con? Đình Đình sửa lưng, tiếng Việt không gành mà sửa lưng hoài. Muốn ra. Này ngò, ngò hái ngoại ngò lên tốt quá trời cả nhà ơi. Quá trời tốt luôn. Đây. Rồi Đình ăn đi. Rồi Đình ăn đi. Mời cả nhà ăn mì với mình nha. Mời cả nhà ăn với con nha. Gấp một dĩa chế nước tương vô cả nhà. Wow trời. Thích, mình thích rau củ quả vậy cả nhà. Này để ăn hết cái này thử được không? Chế miếng nước tương vô. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Mày ngon lắm. Tàu hủ kia chiên này nó ngon cả nhà. Ở bên đây là không có bán mì xào giòn cả nhà ơi. À, mình có bán mà ở chợ nó cũng bán mà hơi dầu quá cả nhà. Ở đây là tự mua về rồi chiên lên. Mì xào giòn nó tự đừng chiên một dắt ra nhiều lắm cả nhà. Ở shop dớt hết ở trong đây luôn á. Mình chiên có 2 dắt mì thôi cả nhà. Mà ra cũng nhiều lắm á cả nhà. Trời chiên hết hộp 4 dắt, dắt quá trời ăn không hết luôn. Cả nhà dớt cái này á, cái này ớt cay nó người dớt cái này cay nữa xong bác phải ăn. Ngon quá. Đâu cần thịt cá hải sản gì đâu cả nhà mà cũng ngon quá trời. Ăn sushi thử phải ăn bị bổ vậy nè. Coi nè. Nấm đùi gà nhỏ này mình ăn lẩu cũng ngon cả nhà. Ở ngoài mình cũng có trồng ớt chuông 2 cây nhưng mà trái nhỏ xíu và chưa có lớn cho nên phải đi mua. Đồ chay mà cả nhà, rau củ quả ai mà thích rau gì bỏ vô rau đó thôi cả nhà ha. Tao mới nói vậy. Nó cay không? Cay lắm. Ghê vậy. Trời ơi, dám ăn ớt cay luôn. Xíu thôi. Hôm nay có school field trip. Nay Đình đi học ngoài trời cả nhà. Đúng rồi, đi không không có học, không có học. Không có đi học. Không có đi học, mình coi thôi. Thích mừng. Coi gì? Không có gì. Con heo. Wow. Con gà. Anh bếp heo hamburger. À, tôi thấy
À, nãy thấy quá trời heo, một cái heo với lại cái heo kia nó nhảy với lại quấn lộn luôn. Coi nè. Wow, không ngờ mì xào giòn chay mà ngon vậy cả nhà. Tự ăn tự làm ăn thì khen luôn. Ở trong con chút chụp á, thấy một cái con thâu quả con ship á, ăn vậy nè, coi nè. Không biết. Mình thấy một cái heo á, bự á, nó mập á, không có mập á, nó có nhiều ông bé là 2,000 pound luôn á. Như vậy hả? Bự vậy á. Cái heo ngon quá à. Ngon. Màu xanh à. Ăn với màu đỏ rồi. À, nãy ăn với màu đỏ ớt rồi, bây giờ ăn với xanh. Màu xanh ớt. Hồi nãy mình quên ngâm tỏi cơ nha. Cái này ngâm tỏi chua nữa, ăn ngon cả nhà ha. Cái này ngon không? Hồi nãy thế mà ăn cái này nè. Ngon. Đây cay hơn. Chỗ cái mì mà không có sốt cả nhà. Giòn quá trời giòn. Cảm ơn. À má. Ăn con. Với muỗng. Một chút xíu thôi nha. Ít thôi. Cay. Nhiều quá vậy. Ơ mày. Ít quá vậy. Trời ơi thử. Cay quá. Phải trộn trước. Ngon. Heo nè. Con chai heo nè. Cái heo chai vậy? Làm chưa? Nói chưa? Quá no không? No vậy thôi chứ chút xíu nữa tới tối cỡ chừng tiếng 2 tiếng thôi nha. Vô là đói. Ăn nữa đó cả nhà. Clip của mình đến đây là kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của hai má con. Cả nhà xem clip xin ủng hộ, chia sẻ cho một like. Cảm ơn cả nhà xem clip video của Kali nha. Canh tí. Canh tí cái chuông. Để lại subscribe. Bye bye. Bye bye. Hẹn cả nhà video clip tiếp theo. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà.